Chào mừng các bạn đã đến với kênh Thánh Nerdia. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với chương trình iRoup của dự án ZK Path. Dự án đã gọi vốn thành công 2,5 triệu đô, trong đó có hai lần rót vốn của Balancing và có cả OKS Venture cũng rót vốn vào đây. Với dự án này thì các bạn sẽ cùng với mình tham gia một chương trình iRoup. Để tham gia chương trình iRoup thì các bạn sẽ cần vào link phía dưới mô tả video. Sau đó các bạn có thể đăng nhập với tài khoản Google hoặc là đăng nhập với email. Mình lựa chọn đăng nhập với tài khoản Google. Rồi. Các bạn sẽ cần phải tải xuống cho mình. Các bạn sẽ cần phải tải xuống cho mình một cái tiện ích. Tiện ích là ChainGuest. Ở đây thì mình đã tải xuống trước rồi. Đấy, các bạn sẽ bắt đầu chúng ta sẽ bắt đầu làm. Trước tiên là các bạn sẽ follow với Twitter. Theo dõi này. Yêu cầu là Twitter anh em cần phải có 30 follow trở lên. Đấy, nó sẽ có một cái quá trình nó quét nhé. Ok. Khá hay luôn, cái tool này rất là hay. Khả năng quét của nó rất là tốt luôn. Tan vaccine và con tin. Cái địa chỉ bí nó sẽ đi theo cái tài khoản Google của chúng ta anh em ạ. Ra chờ một ít phút. Với anh em một tài khoản từ 30 follow thì các bạn sẽ nhận được 5 token ZK. Đây các bạn có thể mở ra để ta sẽ xem ở trong đây. Đó. Đây là cái account, cái loại account của gì đấy, trừu tượng tài khoản gì đấy. Đây là ERC ERC 4337, một cái chuẩn mới. Một chuyển mới và phí thì nó cũng trả luôn chúng ta, các bạn không cần, không mất phí. Chúng ta tiếp tục đến với cái phần quét với tài khoản lớn hơn 500 follow. Ở đây thì anh em nào có tài khoản ở hơn 500 follow thì các bạn có thể là nhận được cái phần thưởng của chương trình AdRoup lần này. Đấy. Lần này dành cho những anh em mà có lớn hơn 500 follow. Nói chung là càng nhiều thì càng tốt. Bây giờ mình sẽ tiến hành xin. Và chắc chắn lại có một cái quá trình nữa, nó sẽ có một cái lệnh. Ok, có lẽ là chúng ta cũng có thể xem qua một chút. Thắng ok. Đấy. Lời tiếp theo chúng ta sẽ đến với LinkedIn. Đối với LinkedIn thì các bạn sẽ chúng ta sẽ mở ra. Đây, chúng ta cũng sẽ quét. Rồi, bây giờ nó cũng sẽ gửi một cái lệnh đến trend. Ta cũng sẽ ký. Cái này thì nó không ảnh hưởng gì đến ví các bạn, bởi vì đây là cái ví của bọn nó luôn. Nên là không ảnh hưởng gì đến ví cá nhân của bạn đâu. Ví này nó liên kết với, nó sẽ cho người ta và liên kết với tài khoản của chúng ta. Những cái tài khoản Gmail của chúng ta. Rồi. Ở đây các bạn có thể mở về trang cá nhân. Sau đó các bạn nút Start. Nó cũng sẽ quét tiếp. Với tài khoản của chúng ta có ít nhất một follow. Ta có ít nhất một follow thì sẽ được phần này. Cũng sẽ có thao tác ký và nó sẽ thực hiện lệnh ở trên ví. Rồi bây giờ đến phần nhiệm vụ Discord. Discord thì chúng ta cũng sẽ mở ra. Hình như là các bạn cần phải join vào cái Discord của nó và click vào cái avatar của bạn để vary. Có tình quá trình vary được diễn ra, nó có hướng dẫn anh em phía dưới đây. Đây nhá. Mình sẽ kéo này lên trên này đã. Rồi bây giờ chúng ta sẽ ấn vào avatar người ta nhé. Rồi. Ấn vào avatar người ta này. Và chúng ta sẽ nút. Ok. Vãi thật. Thì code nó còn chưa load được. Refresh.
Bạn mở vào một cái nhóm bất kỳ đi. Đây ví dụ đây nhé, bạn vào đây này. Và nút start để nó quét này. Lần này thì được rồi. Vậy đây bị lỗi. Hoài lắm. Cái code là hơi khó quét đấy. Discord là hơi khó quét. Mình sẽ mở vào một cái nhóm bất kỳ nhé. Ví dụ cái này. Ở trong đây thì mình sẽ tìm thấy một cái nhóm ở đấy. Mình sẽ mở GM này, ấn GM này, ấn vào đây này. Rồi đây bây giờ nút Start xem nào. Quét đi. Khoai rồi. Discord khó quét lắm. À, người ta phải join về cái cộng đồng của bọn nó. Khổ quá. Các bạn chờ tí, mình sẽ mở ra xem nào. Mình chưa join cộng đồng nó, làm sao mà nó quét được cho mình. Rồi, join Discord nha. Chấp nhận lời mời này. Xác thực. Cứ bảo sao nãy giờ không được. Có roi đâu mà được đúng không ạ? Kéo lên. Tích. Rồi ok. Đây vào đây. Rồi giờ thì GM tí nhá. GM. Ok. Nói đến bước chúng ta. Đây chuẩn chưa? Đúng là phải roi vào cộng đồng của nó thật. Thì nó lại trang nhé. Rồi khoa một tí nhưng mà không sao. Rồi rồi xong rồi đấy. Start nào. Lần này không được là lạ đấy. Rồi ok. Xong nhé. Ký nào. Ok đã. Rồi tiếp theo. Cái này thì dễ hơn. Tài khoản Discord cần phải đăng ký trước năm 2024. Này thì dễ. Rồi, đã xong rồi. Ký đã. Nhìn chung là nhiệm vụ khá đơn giản. Giá này thì chắc khoảng cỡ 1 đô một coin ấy nhỉ? Hy vọng được 1 đô một coin nhá. Ta đến nhiệm vụ tiếp theo. Surprise gì đây? Bây giờ ta sẽ cần phải đăng nhập nhé. Đăng nhập. Trước mà anh em mua tài khoản ChatGPT ấy, giờ mở ra. Đấy. Giờ thì nếu có thì cũng được. Đấy. Nhìn chung là phải có tài khoản ChatGPT. Bạn phải là một ChatGPT Plus. Cái này thì nhiệm vụ này có thể bỏ qua cũng được. Cái này chắc nhiều anh em không có đâu. Nghĩa là nhiều anh em không có đâu. ChatGPT Plus 20 đô một tháng nha. 20 đô một tháng anh em ạ. Không đơn giản đâu. Cái này thì có thể bỏ qua nhiệm vụ này nhá. Đây chúng ta lấy 33ZKP thôi. Rồi vừa rồi chúng ta cũng đã cùng nhau chia sẻ hành trình Aerobe với dự án ZK Pass, ZK Pass đây là một cái dự án mà đã gọi vốn thành công với bạn Synapse ở OKS Venture. Cảm ơn em đã theo dõi video và xin chào các bạn ở tiếp theo.